TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Ở trong tiếng Việt mình có câu là dạo gần đây Thì ở trong tiếng Anh mình sẽ nói câu này như thế nào? Chúng ta cùng học trong bài ngày hôm nay nhé Những cụm từ có thể sử dụng mang ý nghĩa dạo gần đây ở trong tiếng Anh Mình có bốn từ tiêu biểu Thứ nhất là lately Thứ hai, recently Thứ ba, these days Và cuối cùng là nowadays từ lately có nghĩa là lúc sau này. Recently, dạo gần đây, mới đây. These days, những ngày này. Và nowadays là ngày nay. Bốn từ này chỉ hơi khác nhau một chút xíu mà thôi. Và chúng ta sẽ đi vào từng phần để cho các bạn hiểu cách dùng nha. Đầu tiên là từ lately. Dùng với thì hiện tại hoàn thành hoặc là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để chỉ ra những hành động hoặc là trạng thái xảy ra thường xuyên gần đây. Mình có ví dụ như là Dạo gần đây tôi thường cảm thấy mệt mỏi quá, chắc phải đi khám tổng quát. Đầu tiên dạo gần đây là lately. Chữ tôi là chữ ai, sau đó chúng ta có thường cảm thấy. Thì các bạn nhớ lúc nãy mình học cụm từ lately sử dụng với thì hiện tại hoàn thành hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chúng ta chọn một trong hai thì này. Thì tôi thường cảm thấy I've been feeling. Động từ feel là cảm thấy mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn I've been feeling mệt mỏi quá so tired so tired chữ tired là mệt mỏi chữ quá là chữ so I've been feeling so tired từ chắc có nghĩa là probably probably là có lẽ là có thể là chắc là I should probably có lẽ là tôi nên Đi khám tổng quát, get a checkup. Get a checkup là khám tổng quát. I should probably get a checkup. Lately, I've been feeling so tired. I should probably get a checkup. Công ty mới nhận được một đơn hàng lớn, nên dạo này cô ấy tăng ca suốt. Ở đây chúng ta sử dụng từ dạo này. Công ty là The Company. Mới nhận được Just Received một đơn hàng lớn, chữ đơn hàng là order, lớn là large, a large order. nên là so, dạo này là cụm từ chỉ thời gian thường mình sẽ cho đứng ở đầu câu như là ví dụ vừa rồi hoặc là chúng ta sẽ đưa ra đến cuối câu như vậy đây chúng ta sẽ để xuống cuối câu. cô ấy tăng ca suốt, chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, cô ấy là she's been working. Làm việc quá giờ hoặc là lỗ giờ bình thường, overtime. Như vậy, cụm từ overtime là tăng ca. She's been working overtime. Chữ suốt là a lot, là tăng ca rất là nhiều. So she's been working overtime a lot. Cuối cùng mình có cụm từ dạo này là lately. The company just received a large order. So she's been working overtime a lot lately như vậy là chúng ta xem ví dụ của cụm từ lately có nghĩa là lúc sau này hoặc là dạo này kể đến chúng ta có từ recently dạo gần đây hoặc là mới đây được dùng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn thường để nhấn mạnh một sự kiện xảy ra không lâu trước thời điểm nói dạo gần đây tôi đã bắt đầu tập thể dục lại vì tôi đã mập quá mập dạo gần đây là recently tôi đã bắt đầu tập thể dục Chúng ta vừa mới học rằng từ recently sử dụng với thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hoặc là quá khứ đơn. Thì ở đây mình có cụm từ là bắt đầu tập thể dục. Động từ bắt đầu là start. Mình sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. I have started exercising. Lại là again. Là trước đây mình có tập rồi mình nghĩ bây giờ mình tập lại. Again. Vì, bởi vì, because tôi đã mập quá mập mập quá mập là do mình tăng cân nhiều quá I have gained too much weight tôi đã tăng cân quá nhiều I have gained too much weight recently I have started exercising again because I have gained too much weight gần đây anh ấy đã gặp lại người yêu cũ trong buổi hội thảo cả hai đều còn độc thân gần đây là recently mình có động từ đã gặp lại. Các bạn nhớ không? Mình có thể sử dụng là hiện tại hoàn thành tiếp diễn như trong ví dụ vừa rồi, hoặc là quá khứ đơn. Ở ví dụ này TK chọn thì quá khứ đơn nha. Anh ấy đã gặp lại. He met, động từ meet, quá khứ là met, quá khứ đơn, mình sử dụng cột số 2. He met, người yêu cũ, người yêu cũ của anh ấy, his ex. Chữ ex là từ rút gọn của từ ex-girlfriend nhưng mà chúng ta có thể bỏ luôn từ girlfriend ra hoặc là vợ cũ cũng vậy mình chỉ cần bỏ chữ vợ ra mà lấy chữ ex thôi cũng được có nghĩa là người cũ nha cho nên tùy các bạn mình chọn là chữ ex không cũng được hoặc là ex girlfriend cũng được và anh ấy gặp lại nên từ lại của mình vẫn là từ again he met his ex girlfriend again trong buổi hội thảo at a seminar cả hai đều còn độc thân từ cả hai là both of them cả hai người bọn họ đều còn độc thân, are still single. Recently, he met his ex-girlfriend again at a seminar. Both of them are still single. Như vậy là mình vừa xem xong ví dụ của recently. Tiếp theo mình học đến cụm từ these days là những ngày này hoặc là lúc này. Từ này được dùng với thì hiện tại đơn hoặc là thì hiện tại tiếp diễn để diễn tả xu hướng hoặc thói quen mới hình thành gần đây dạo gần đây tôi làm việc từ nhà nhiều hơn vì công ty mới của tôi cách nhà tôi xa quá dạo gần đây là these days tôi làm việc ở đây chúng ta sử dụng thì gì ạ hồi nãy mình thấy trong cái câu hướng dẫn là mình sử dụng thì hiện tại đơn cũng được hoặc là hiện tại tiếp diễn cũng được cho nên thì tk chọn sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn i am working hiện tại tiếp diễn I am working. Tuy nhiên nếu mà các bạn muốn sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn vẫn được nha. I've been working cũng được luôn nha các bạn. Từ mình hiện tại đơn cũng được nè. Hiện tại tiếp diễn hoặc là hiện tại hoàn thành tiếp diễn đều được. I've been working, làm việc từ nhà hoặc là làm việc ở nhà. From home, nhiều hơn là more. I've been working from home more. Vì, because, công ty mới của tôi, My New Company. Cách nhà tôi xa quá, thì cách nhà tôi là from my house, từ nhà của tôi. Xa quá là is too far. Công ty mới của tôi thì quá xa, từ nhà của tôi. Dịch ra tiếng Việt là cách nhà tôi xa quá. These days, I've been working from home more because my new company is too far from my house. Hôm rầy cũng là từ these days chúng ta dịch là hôm rầy Hôm rầy tuổi nhỏ lúc nào cũng ôm cái điện thoại miết chắc mình phải lấy điện thoại lại quá Hôm rầy vẫn là these days Tuổi nhỏ the children lúc nào cũng ôm điện thoại lúc nào có nghĩa là luôn luôn are always từ ôm điện thoại có nghĩa là dán mắt vô điện thoại dán cái tay vô điện thoại mình dùng mình dùng động từ glued có nghĩa là là dán chặt vào nếu mà là danh từ thì từ clue có nghĩa là hồ hoặc là keo. Clued to their phones. These days, the children are always glued to their phones. Chắc có nghĩa là chắc là, có lẽ là, có thể là. Maybe. Mình phải. Từ phải là have to. We just have to. Lấy điện thoại lại quá. Take them back. Lấy những cái điện thoại đó lại. Maybe we just have to take them back These days, the children are always glued to their phones Maybe we just have to take them back Và cuối cùng mình đến cụm từ nowadays có nghĩa là ngày nay Từ này cũng có nghĩa tương tự như là dạo gần đây Nhưng thường nhấn mạnh về sự thay đổi dài hạn hơn Không chỉ một sự thay đổi nhỏ gần đây Ngày nay người ta quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn đây là một cái quá trình hình thành lâu dài ha ngày nay người ta quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn ngày nay là nowadays người ta là people quan tâm là concern quan tâm nhiều hơn are more concerned đến sức khỏe about their health nowadays people are more concerned about their health ngày nay việc làm việc tại nhà đã trở nên phổ biến đặc biệt là sau covid ngày nay là nowadays việc làm việc tại nhà working from home đã trở nên phổ biến has become popular đặc biệt là especially sau covid after covid nowadays working from home has become more popular especially after covid như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay, mình đã đi qua hết bốn cụm từ nói đến ý nghĩa là dạo gần đây. Vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần lúc 8 giờ theo giờ của Việt Nam, TK thường có livestream ở trên Facebook, học anh ngữ với chúng tôi và ở trên YouTube Study English with us. Trong những buổi livestream này TK sẽ ôn về một phần nhỏ trong văn phạm. Cho nên nếu mà các bạn có thời gian thì mời các bạn vào và học chung với TK nhé. Các bạn giúp cho TK like và share video này nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ gặp nhau trong bài học lần sau nhé. Bye bye.